Sáng nay mình học tiếp cái bài kinh, kêu là hận thù sợ hãi. Có một cái chuyện đó là người Phật tử mình ấy, do Nam Tông hay Bắc Tông thì đều biết ngũ giới, và ngũ giới tam quy là coi như là hai cái chuyện gần như là bắt buộc. Hai chuyện mà người Phật tử bắt buộc phải biết, nếu mình là Phật tử thì bắt buộc phải biết hai chuyện đó. Có điều là theo nhận xét của tôi thì không mấy mấy người mà hiểu cái này tới chốn thì gọi là ngũ giới đó. Nghĩ rằng có người thì nghĩ rằng giữ thì sẽ có phước, giữ ngũ giới thì có phước. Thì có người thì nghĩ rằng giữ giới, giữ năm giới để cho bớt cái tội lỗi. Rồi có người thì họ kết hợp cả hai, mình giữ năm giới như vậy thì vừa có phước, mình vừa bớt được cái tội lỗi. Thực ra nó còn có cái thứ ba nữa. Cái thứ ba tôi cho là cái rất là quan trọng, mà theo nhận xét của tôi thì có lẽ không có nhiều, không nhiều những người Phật tử mà có lưu tâm đến cái khía cạnh thứ ba. Tức là ngoài cái cạnh mà bớt tội lỗi, thêm được cái công đức, nó còn có cái thứ ba rất là quan trọng, đó là nếu mà mình có được những cái thiện pháp như là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Còn nói rộng ra một chút nữa đó thì thêm những cái như là cái kham nhẫn, hành xả, từ bi. Nếu mà nó dài dòng ra đó thì nó tới là 25 cái tịnh hảo đó. 25 tịnh hảo. Thì nếu mà mình có được những cái thiện pháp đó trong lòng của mình đó, thì cái chuyện mà mình giữ năm giới nó là chuyện rất là tự nhiên. Nó cũng giống như là có mùi thơm, có hoa thì tự nhiên nó có cái đẹp. Nói chung là hãy có trồng hoa đầy đủ thì tự nhiên mình ngó vô cái chỗ đó thấy nó đẹp, thấy nó thơm, chỉ vậy thôi. Đó là chuyện tự nhiên. Thì năm giới nó chỉ là một cái phần nhỏ xíu được tỏa ra, được toát ra từ một cái con người mà có hàm dưỡng. Cái đây là điều rất là quan trọng nha. Chứ mình không có thể tách rời cái năm giới và cái tâm tư người Phật tử được, mà hai cái này nó là một. Năm giới nó chỉ là một phần rất là nhỏ được toát ra, được tỏa ra từ một cái tâm hồn có hàm dưỡng đó. Thấy như vậy thì năm giới nó mới lớn chuyện, nó quan trọng lắm, quan trọng. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng một con người có văn hóa, có giáo dục, là một con người cư xử phải phép, ăn nói phải phép, thì mình thấy cái ăn nói phải phép, cái cư xử phải phép đó, nó chỉ là một phần được tỏa ra, được toát ra từ một con người có giáo dục, có ăn học. Và ngoài cái chuyện mà ăn nói phải phép, cư xử phải phép thì nó còn nhiều cái tỏa ra nữa, chứ không phải là chỉ có hai cái này không. Chứ năm giới cũng vậy, năm giới nó chỉ là một phần nhỏ xíu được toát ra, được tỏa ra từ một con người mà có hàm dưỡng. Ví dụ như mình không sát sinh, không phải chỉ vì là mình sợ tội, mà nó còn có nhiều cái chuyện khác nữa. Mình không sát sinh là bởi vì mình thương chúng sinh khác. Mình biết rằng ai cũng sợ chết, thì cái lý nào mà mình lại đi giết người khác? Một điều nữa quan trọng hơn đó, đó là một người mà có từ bi, một người mà có hiểu đạo đó, thì họ lây quay họ cũng tìm hoài không ra cái lý do nào để phải giết người khác. Giết vì cái lý do nào? Giết để ăn, hay là giết để mà giết coi như là một cái môn thể thao, hay là giết vì đó là một cái trò tiêu khiển giải trí. Ăn cũng không được, mà coi sát sanh là một cái trò thể thao cũng không được, mà coi đó là một trò giải trí lại càng không được. Cho nên cái chỉ riêng cái giới sát sanh thôi đó, là mình thấy rõ ràng là nó là một phần nhỏ được toát ra từ một cái tâm hồn biết chuyện, một tâm hồn hiểu chuyện, một tâm hồn có hàm dưỡng. Một chỉ riêng một cái giới sát sanh đó là mình thấy nó là như vậy đó. Rồi một điều nữa là vạn vật ở trong cái vũ trụ này ấy, nó được vận hành, nó hiện hữu và nó vận hành, nó hoạt động trên một cái mặt phẳng, mà trên một cái mặt phẳng của những cái nguyên tắc, của những cái trật tự
Mình nhìn vào, nếu mà mình không có suy tư, mình không có biết Phật Pháp, thì mình nhìn vào mình nghĩ có thể là mọi thứ là một sự ngẫu nhiên, và có thể là mình thích thì làm gì mình làm. Nhưng mà tôi vừa nói, mọi sự mình thấy nó tùm lum, nó xô bồ như vậy, nó thật ra nó là nó đang vận hành, nó đang tồn tại trên những cái trật tự, trên những cái trật tự. Mà khi mà mình làm một cái chuyện gì đó mà nó mang cái tính tiêu cực, ví dụ như giờ mình sát sanh đi, mình trộm cắp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu, mình đâm thọc, mình nhiều chuyện, thì khi mà mình làm một chuyện tầm bậy nào đó thì mình đã can thiệp vào cái trật tự vốn có của vạn vật. Không biết tôi nói gì các vị có nghe kịp không? Khi mình làm một cái chuyện tầm bậy nào đó, khi mình làm một chuyện tầm bậy nào đó, có nghĩa là mình đang can thiệp vào cái trật tự. Thí dụ như cái con đó nó đang sống, rồi tự nhiên khi mình mà quý vị biết một cái con mà nó đang, một cái con thú mà nó đang, con cá, con chim mà nó đang sống như vậy đó, là nó đang đi theo một cái trật tự, mà trật tự này do nghiệp của nó và nghiệp của những chúng sinh khác nó sắp xếp, chứ tôi không xài chỉ an bài mà là sự sắp xếp. Chính do cái nghiệp của nó mới khiến nó làm con cá, con chim ở chỗ đó. Và cái sự có mặt của một con cá, một con chim trong cái bối cảnh thiên nhiên đó, nó là một phần đóng góp. Từ khi mà mình sát sanh ấy, là mình can thiệp một cách tiêu cực. Thí dụ như mình cho con chim nó ăn, mình cung cấp thức ăn cho chim, cho cá, hoặc là mình cung cấp cái chỗ ở cho chim, thì đó là mình cũng can thiệp, mà can thiệp theo hướng tích cực, tích cực. Còn nếu mà mình sát sanh ấy, mình tước đoạt cái quyền sống của người khác nữa, thì mình can thiệp theo cái cách tiêu cực, tức là can thiệp vào cái trật tự, can thiệp vào cái dòng chảy của vạn hữu. Cho nên trong trường hợp này đó, là chúng ta sống ở đời có hai cái cách can thiệp. Một là can thiệp một cách tiêu cực, tức là làm điều tầm bậy tầm bạ, ảnh hưởng lên cái dòng chảy, ảnh hưởng vào cái dòng trật tự của thế giới. Rồi cách sống thứ hai đó là chúng ta tác động, chúng ta tham dự, chúng ta góp phần vào thế giới này bằng cái bàn tay tích cực. Có hai cách. Cho nên khi mà một người Phật tử thấy được cái chỗ đó, thì một người Phật tử không có thể nào mà làm chuyện tào lao được, không có thể làm chuyện tầm bậy được. Vì tôi nói các vị có nghe kịp không ấy? Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, một người mà họ giữ được năm giới đó, giữ được năm giới thì coi như là có một cái đóng góp cho thế giới, có một đóng góp rất là lớn, đóng góp rất là lớn. Bởi vì các vị tưởng tượng bây giờ mình một buổi chiều vắng, thậm chí một đêm khuya, mà mình có mặt trên một con phố, có mặt trên một con đường làng, có mặt ở một cái ven đồi, có mặt ở một cái bìa rừng, mà yên tâm thanh thản, yên tâm và thanh thản đi. Tôi nhắc lại, một con phố, một cái bìa rừng, một cái ven đồi, và một buổi chiều tối, một buổi chiều muộn, hay là một đêm khuya, một đêm trăng nào đó, mà mình đi bước đi nữa thanh thản, an toàn, không sợ hãi, thì nó tốt quá đi. Còn đằng này nó chính vì cái sự có mặt của những con người xấu, cho nên nó khiến những cái con phố vắng, những cái ven đồi, những cái bìa rừng mà buổi chiều muộn nó không trở nên, nó không được an toàn nữa. Thì rõ ràng là chúng ta đã mất đi một phần của thế giới. Lẽ ra lúc đó chúng ta phải có mặt ở trên con đường đó, lẽ ra chúng ta có mặt ở bìa rừng đó, ở ven đồi đó, vào buổi chiều đó, vào cái đêm trăng đó. Nhưng mà chính vì cái sự có mặt của những người xấu khiến cho những cái con đường đó, những cái ven đồi, bìa rừng đó, nó không còn thơ mộng nữa, nó không còn an toàn để người ta có thể thanh thản bước đi nữa. Nói như vậy có nghĩa là khi anh là một người tốt, chẳng những bản thân anh tốt, mà cái tốt của anh nó còn ảnh hưởng cả thế giới nữa. Cái đó quan trọng là chỗ đó. Khi mà anh không có tập cướp giật, anh không có cái thói quen mà cưỡng bức phụ nữ, cưỡng bức người già yếu, cưỡng bức người có tiền, khi mà anh không có những thói quen đó, khi mà mỗi cá nhân không có thói quen đó, thì trong cái xã hội nó an toàn, nó thanh bình hơn. Và chính vì một xã hội thanh bình, một xã hội an toàn, thì những con đường đêm trăng, những con đường ở ven đồi, bìa rừng, vào những buổi chiều, những buổi sáng sớm, nó đẹp biết là chừng nào. Nó đẹp lắm, nó đẹp kinh khủng lắm, nó đẹp rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Và trong khi đó mình sống bất thiện đó, thì bản thân mình là một thùng rác, đã đúng rồi, bản thân mình là thùng rác. Mà cái thùng rác này nó có một cái sự lan tỏa ra xung quanh. Thử ở đây trong rừng này, mấy cái người nào có tật đi lang thang đó, lang thang, nhất là mình đi du lịch, có những cái quốc gia mà người ta có khuyến cáo du khách là ở đây ban đêm không an toàn, ta bắt có,
cái chuyện này ai đi du lịch thì biết, có những cái quốc gia đã khuyến cáo là cái đoạn đường đó, cái khu phố đó ban đêm trời vừa sụp tối là không an toàn. Là tại sao? Vì ở đó có sự có mặt của những con người không thì không có nam giới. Cho nên khi mà anh có nam giới thì là coi như anh không có thù bộ thù hận, anh không có gieo rắc cái sự sợ hãi cho người khác. Đức Phật dạy có ba sự bố thí. Một là tài thí, có nghĩa là tài đây có nghĩa là vật chất, chúng ta chia sẻ cái vật chất mình có cho người khác, đó là một sự bố thí. Thứ hai, pháp thí là cái mình chia sẻ cái biết của mình về chánh pháp cho người khác, đó gọi là pháp thí. Dù bằng hình thức chữ viết hay là một cái câu nói chuyện, một câu nói hay là một bài nói chuyện thì đó cũng gọi là pháp thí. Rồi thì cái số ba đó, cái thứ ba đó là vô ý thí, có nghĩa là mình sống như thế nào mình để mình đem lại cái sự an lòng, cái sự yên tâm, không sợ hãi cho người khác, đó cũng là một cái sự bố thí, gọi là vô ý thí. Nó lớn chuyện lắm chứ không phải bình thường. Các vị biết khi mà các vị sát sanh á, là các vị đang can thiệp một cách thô bạo vào cái dòng chảy trật tự của thế giới đang vốn có sự vật là sao? Người ta đang có đực cái trống mái, người ta đang có mẹ, có cha, có con, có em, có anh, có chồng, có vợ. Đùng một cái mình giết người ta chết. Đêm đó khi con chim mẹ chết rồi thì cái đám chim con ở trong ổ nó sống với ai? Trong đêm tối mùa đông đó ai sưởi ấm cho những con chim nhỏ này? Cùng con cá mẹ bị giết, một con chim mẹ bị giết, một con khỉ mẹ bị giết. Chúng ta tấn công, chúng ta can thiệp một cách thô bạo vào sự hiện hữu của chúng sinh khác, có nghĩa là chúng ta đang tấn công, đang can thiệp vào cái dòng chảy của thế giới. Dễ sợ như vậy, nó lớn thì như vậy đó. Cho nên người có nam giới là cái người sống hòa bình, cái người sống có đóng góp. Cho nên cái chuyện đầu tiên là Đức Phật dạy đó là cái người cư sĩ á, người thánh đệ tử đó. Tại sao mà ngài nhấn mạnh cho thánh ở đây? Bởi vì cái thứ mà phàm á, đệ tử của ngài mà phàm á thì có khi về khi khác, có thể là vì tham giận thương ghét mà giữ giới hoặc không giữ giới. Nhưng mà vị thánh cư sĩ thì không, tự này dứt khoát có một đời sống tự lợi và lợi tha. Cho nên khi anh tốt thì tôi nghĩ là anh đóng góp người khác. Cái khái niệm tiểu thừa và đại thừa tuyệt đối không phải là nằm ở cái vấn đề giáo lý hay là hệ phái, mà nằm ở vấn đề cá nhân. Khi mà anh sống bằng một cái tâm hồn mà có chia sẻ thì anh đó là đại thừa rồi nha, anh đó là đại thừa. Mình tự nhận đại thừa nhưng mà tâm hồn toan tính nhỏ nhặt thì nó trở thành tiểu nha. Đúng ra hai cái chữ này tôi nói ra là chữ trùng, nói ra là theo cái trào lưu thôi, người ta nhắc ra hai chữ thì mình nói đúng được hai chữ này là vốn là sản phẩm của đời sau. Tự nhiên có ai đó chế ra hai chữ này để cho anh em mới phân biệt gì trở mặt với nhau, chứ còn cái chữ này vốn trong kinh điển không có. Và cái hai chữ này đối với tôi đó, cái chữ đại thiện, đại thừa, tiểu thừa đó với tôi nó tương đương với cái chữ thiện và bất thiện, cũng tương đương vậy đó. Thiện và bất thiện này nó không có phải là cái khái niệm mà nó gắn chặt vào một cái quốc gia, một dân tộc, một đảng phái, một đám đông, một nhóm người nào hết, mà nó là vấn đề của cá nhân, là vấn đề cá nhân. Thứ nhất là vị thánh cư sĩ đó là coi như là phải thành tựu tuyệt đối năm giới, không có bị sức mẻ, không có vì một lý do sợ cái gì, thích cái gì, thương cái gì, ghét cái gì mà vi phạm năm giới này, kể cả phải bỏ mạng sống. Vì tôi được quần có điểm đặc biệt đó là nếu là cư sĩ đó, thì có thể giữ năm hay là tám giới, nhưng mà có thể chết chứ không thể phạm năm giới hoặc tám giới này. Vì tôi được quần cái đi xuất gia đó, thì phải giữ giới của được xuất gia, thì vị đó có thể chết nhưng không vi phạm giới xuất gia. Điều đó có nghĩa là vị đó đã thọ giới gì thì thà chết thì không có thể vi phạm cái giới mà mình đã thọ trì. Và thêm một điều quan trọng nữa đó là ở đây không phải là vị đó sợ phạm giới, mà bởi vì cái bản chất của con người đó không thể phạm giới. Biết bà con có phân biệt được cái này không ta? Bà con có phân biệt được cái này không? Vị tu là quần không phạm giới là vì cái bản chất vị đó không thể phạm, chứ không phải là vị đó ngại cái gì mà không phạm. Thí dụ như mình sợ là mình đã thọ bát quan là buổi chiều mình nghe nhạc, mình ăn chiều nhưng mình phạm giới là không tốt, mấy sư giảng rồi mấy sư nói cái đó là tội lỗi, cái đó là phạm giới. Còn cái thánh giới là cái giới của vị tu đồ quần á, là người ta không thể phạm, cái bản chất người ta nó không cho phép họ làm cái chuyện đó,
chứ không phải là vì họ ngại cái gì hết. Tôi nên ví dụ giống như một người lớn, một người đã trưởng thành, đầu óc bình thường không có khùng điên mà trợn, thì người đó không thể nào mà nhảy xuống cái hố phân, hoặc là lấy phân người mà bỏ vô miệng được. Nếu đó là một người đã trưởng thành, đầu óc tỉnh táo, không có bị khùng, không bị lãnh. Còn nếu mà một cái đứa bé thì cái giống gì nó cũng bỏ vào miệng. Hoặc là một người lớn mà bị mất trí, hay là một người lớn bị lú lẫn, thì ba cái hạng này mình không có đụng tới họ được. Một là con nít không biết gì, hay là người lớn bị tâm thần hoặc bị lú lẫn thì thôi. Chứ nếu mà một người lớn có nghĩa là trên 15 tuổi mà đầu óc tỉnh táo thì không ai có thể mà cầm miếng phân bỏ vào miệng. Vấn đề này nó phải là vấn đề vệ sinh, hay là vấn đề mà bị ai răng đe la rầy, mà nó phải là vấn đề bản chất, cái bản chất tâm lý của một người trưởng thành không có làm gì đó được. Cái đó kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Thì cái chuyện phạm giới cũng vậy, đối với bậc thánh cái bản chất tâm lý của họ nó không có cho họ làm cái chuyện đó. Chứ đừng có nói mà tại vì hoàn cảnh rồi tùm lum, nó không phải, tại vì cái bản chất tâm lý của họ nó không cho phép họ làm chuyện đó. Cho nên cái đó đây là những cái điều mà nói về năm giới mình phải để ý nha. Thứ nhất là cái vị thánh tu đồ quần là không thể nào vi phạm năm giới nếu là đại mùa là người cư sĩ. Thì cái đó được gọi là nhiếp phục năm cái sợ hãi đó, vậy trong cái hạnh tù cũng như là sống mà có năm giới đó, thì coi như là bị đã bỏ được năm cái chuyện xấu mà có thể là gây cái hạnh tù và gây cái sợ hãi cho người khác. Và tiếp theo đó là vị tu đồ quần còn có những cái điều đặc biệt khác gọi là thánh nhân, vì tối thiểu thành tựu năm giới và bốn dự lưu phần, tức nét đặc trưng, cái characteristic, cái characteristic của một vị thánh thấp nhất tu đầu quần. Bốn cái dự lưu phần gồm niềm tin không thối chuyển nơi tam bảo và giới hạnh tuyệt đối thanh tịnh, dù phải mất mạng hay tái sinh kiếp khác. Đó, cái vụ này mới mệt á, Bốn cái dự lưu phần nó gồm niềm tin không thối chuyển nơi tam bảo và giới hạnh tuyệt đối thanh tịnh, dù phải mất mạng hay tái sinh kiếp khác. Cái người phàm mình thì không được cái vụ này ha. Cho dù mình là một cái vị mà hòa thượng thiền sư pháp sư tam tạng thuộc lòng toàn bộ kinh điển ha, nhưng mà đó không lấy gì làm chắc là mình không vi phạm giới luật cho đến suốt đời. Vì mình có thể thương cái gì đó, thích cái gì đó, sợ cái gì đó, ghét cái gì đó, mà mình có thể phạm giới. Một người phạm cái khả năng này rất là lớn. Và cho dù cái vị này có thể là hy sinh mạng sống để giữ gìn giới luật, thì khi mà đã tắt thở rồi sang tới kiếp khác thì cái chuyện mà giữ giới này nó không còn được tiếp tục nữa nha. Phải nhớ cái đó. Riêng cái vị thánh tu đồ quần thì không. Cái vị thánh tu đồ quần thì ngay trong kiếp này nè, thì dầu có phải chết, chứ đừng có nói là mất mát danh lợi. Cái mạng này lớn chuyện nhất ha, mà dầu có phải mất mạng vậy thì cũng không phạm giới. Và dầu có phải tái sanh sang kiếp khác thì vị này cũng không cách nào mà phạm giới được. Mà dầu sanh ra làm cái gì đi nữa thì cũng không có vi phạm các giới. Đây là điều bắt buộc Phật tử phải nhớ. Cho nên vị tu đà quần vĩnh viễn không thể xa đọa bốn cái cảnh giới khổ thú, tức cái này gồm a tu la địa ngục
ngạ quỷ, rồi bàn bàn sinh. Mà bàn sinh ở đây thì chỉ chung ha. Bàn sinh ở đây là chỉ chung cho tất cả những cái loài gọi là bò bay máy cửa. Không biết trong rừng mình có biết bò bay máy cửa không ta? Bò là những cái con nào mà nó crow, nó creep trên đất á. Nó crow, nó creep trên đất. Bò, bò trường. Như con rắn rồi đó, con rắn con rít gọi là bò. Bay tức là những như con chim, con bướm, con ong là bay. Còn máy cửa ở đây có nghĩa là những cái lò mà nó có nhúc nhích như con trùng chẳng hạn, thì gọi là bò bay máy cửa là bốn. Nhưng mà đây là nói là bốn bò bay máy cửa là chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn nó có những cái loài mà mình không nhìn thấy được nữa. Nó có những cái loài chúng sinh mà nó nhỏ xíu, nó cũng thuộc về bàn sinh mà nó nhỏ mà mình không có nhìn thấy bằng mắt thường được nha. Thì nó gọi là bò bay máy cửa là một phần nhỏ. Còn gom chung nữa là những cái loài mà nó không có thuộc về người, cũng không thuộc về chư thiên. Không thuộc về loài người, không thuộc về chư thiên, cũng không thuộc về ngạ quỷ, Atula, địa ngục thì được gọi là loài bàn sinh hết. Gọi là bàn sinh hết. Thì cái vị tu đồ quần chính vì thành tựu tuyệt đối vĩnh viễn, cái niềm tin bất động bất thối chuyển nơi tam bảo dầu đời này hay kiếp khác, cộng với cái sự thanh tịnh vĩnh viễn của năm của các giới mà mình đã thọ trì nhé, dù đó là năm giới, tám giới hay là sa di giới, tùy kheo giới, tùy kheo ni giới, thì đã thọ rồi thì không vì lý do nào mà vi phạm. Thì cho nên vị này được gọi là thành tựu bốn cái dự lưu phần, đây là đang ở bậc cái tầng thánh thấp nhất. Còn mình thì sao? Mình tin nhưng mà mình chưa có hiểu hết những cái mình tin. Phàm phu có thể tin, điều mình chưa hiểu hết có thể không thành trì điều mình đã hiểu, có thể hành trì chưa đúng mức cái đang hành trì. Đó là phàm phu đó. Phàm phu mình đó, có thể tin cái điều mình chưa có hiểu hết, hoặc có thể không hành trì cái điều mà mình đã hiểu, hoặc có thể hành trì chưa đúng mức cái mà đang hành trì. Đó là phàm phu. Còn cái vị thánh tu đồ quần cái nào ra cái đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phàm phu mình có một cái bệnh rất là nặng. Một làm thiện bao nhiêu cũng thấy ít, còn làm thiện bao nhiêu cũng thấy là nhiều, mà ác bao nhiêu thì cũng có thể thấy là ít. Niềm vui có bao nhiêu mình cũng có thể thấy là ít, mà cái niềm nỗi khổ niềm đau á có bao nhiêu mình cũng thấy là nhiều. Trong khi cái bậc thánh á, người ta không có như vậy. Mọi sự nó như thế nào thì người ta thấy nó y chang như vậy, không thêm không bớt. Đã vậy người ta không có vẽ vời, không có tô màu và không có áp đặt những cái biển hiệu lên trên đó, áp đặt những cái nhãn hiệu làm sao. Là cái này là của tôi, cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này là sang, cái này là không sang. Cái này đó là tầm thường, cái này là nhà quê, cái này là quý tộc. Thì bậc thánh họ không có quan tâm đến chỗ đó. Dĩ nhiên tôi đầu quần cũng còn phiền não, nhưng mà so với mình thì họ chỉ là một phần tỷ thôi. Một phần tỷ. Cái tỷ ở đây là tôi nói nghĩa đen, chứ không phải là nói nghĩa bóng nha. Cái phiền não trong lòng của vị tu đồ quần so với mình nó chỉ là một phần tỷ thôi. Tại sao như vậy? Là bởi vì mình liếc mình thấy cái dự lưu phần á, mình thấy có niềm tin nên tam bảo và giới lực thanh tịnh, mình nghĩ họ thì cảnh thấy nó cũng thường thường, có thể đâu mà ông nói một phần tỷ. Thật ra nó thấy như vậy mới thấy tỷ nè. Mình bình thường chưa gặp thử thách, chưa gặp cám dỗ thì mình không có ngờ được là mình nó hèn đến cái mức đó. Mình không có ngờ là mình tham sống sợ chết đến mức đó. Mình không có ngờ là mình thích sướng mà sợ khổ đến mức đó. Mình không có ngờ được đâu. Khi mà đụng chuyện rồi nó mới lôi cái bản chất thật của mình ra, mình mới thấy hết hồn. Mình rất là tham sống sợ chết, mình rất là thích sướng mà sợ khổ, mình rất là thích tư túi bòn rút rồi bon chen
tranh thủ lụm lặt mình ấy, cái bản chất của mình ấy, nó tệ như vậy mà mình không có ngờ. Chẳng qua bây giờ mình thí dụ như bây giờ mình đang có tiền, mình đang là người sống trong nước hay ngoài nước, rồi thu nhập mình cao quá rồi, đã lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác mà tranh đấu bon chen nhỏ nhặt tiểu tâm lúc chút những quyền lợi nhỏ mình không có ngờ. Chứ thử bây giờ mình liền mình vô trong trở lại cái trại tị nạn, liền mình vô trong một cái nhà tù, liền mình vô trong một cái trại lính, liền mình vô trong một cái ký túc xá sinh viên mà sống cọ quẹt va chạm với người khác, mỗi ngày phải dành nhau từng gọi là xô nước, rồi tắm ai vô trước ai vô sau, rồi nấu ăn, rồi phải dành dịch tùm lum lúc chút. Bây giờ không phải đi đâu xa, đi du lịch đó, bây giờ đi Ấn Độ một chuyến đi, đi Thái Lan, đi Miến Điện nhau một chuyến đi, thì nó mới lâu rồi ra. Lỡ chung phòng khách sạn đó, rồi cái tay nào mà nó vô trong nhà tắm mà lâu quá là mình chịu không nổi. Rồi đã vậy là mình vô đầu tiên mình phải tranh thủ để vô trước, chứ không thôi cái bà này cái ông này cũng vô lâu lắm mà cứ hồi đầu mình thấy chỉ nó không có gì hết, mà lâu ngày mình mới thấy là thì ra mình sống mình bon chen kinh khủng lắm, có gì biết không, mình sống bon chen dữ lắm. Trong khi đó đó là cái vị thánh tu đồ quần ấy là không có như mình lúc chút như vậy, còn mình đó là đụng chuyện mình mới thấy nó kinh khủng, mình cái gì cũng sợ mất phần hết trơn hết, mình á nó dở lắm. Cho nên tôi kể một dòng xong như vậy thì vị tu đồ quần trước hết là bỏ 5 cái có được 4 cái, cuối cùng là thành tựu chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gì? Là cái nhận thức, tức nhận thức đúng đắn về duyên khởi, bản chất và cách thức hình thành nên cái gọi là chúng sinh và cũng là thế giới vũ trụ nói chung. Đó, cuối cùng là thành tựu chánh tri kiến, tức là nhận thức đúng đắn về duyên khởi. Tức là, mà duyên khởi là gì? Duyên khởi tức là bản chất và cái cách thức hình thành nên cái gọi là chúng sinh và cũng là thế giới vũ trụ nói chung. Tức là vị đó thấy rõ rằng là vị đó, để chữ đó bà con quên rồi, biết đó là cái gì nữa, vị tu đồ quần tùy lúc mà theo cách nào đó, tùy lúc mà theo cách nào đó quán chiếu bản thân và thế giới. Chẳng hạn khi đang nhìn hay nghe biết rõ đây là lục nhập, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, bốn thủ, nghiệp hữu. Đó, chẳng hạn khi mà đang nhìn hay nghe đó, vị đó biết rõ đây là lục nhập, tức là sáu xứ đó. Vừa nhìn là vị đó biết rõ đây là nhãn xứ, mà nhãn xứ ở đâu là mình biết là nhãn xúc và nhãn thọ, nó lập tức nó có mặt ngay chốc lúc đó, biết liền. Nhãn xứ nó nằm ở đâu thì lúc là nhãn xúc và nhãn thọ nằm ngay chốc ở đó. Mà chỉ cần lúc này mình thất niệm một cái đó, là hễ mà nhãn thọ và nó xuất hiện rồi thì mình phải hiểu ngay. Là cây chủ này nè, thì chỉ cần mình thích cái là ái nó có mặt, là sắc ái có mặt, mà sắc ái nó có mặt thì lập tức là dục thủ có mặt, mà dục thủ nó có mặt ở đâu á thì coi như là cái ngã thủ nó nằm ngay chóc ngay chỗ đó. Đó là thấm tu đồ quần đó nha. Còn phàm phu mình á, hãy mình thích cái gì rồi là lập tức có đủ bốn thủ, có đủ tứ thủ, có nghĩa là dục thủ, kiến thủ, rồi là giới cấm thủ, rồi ngã chấp thủ. Cái giới cấm thủ thì có thể là không có, nhưng mà cái thứ tư là cái ngã chấp thủ nó bắt buộc phải có. Phàm phu mà hãy có tứ thủ thì nó phải có nghiệp hữu. Nghiệp hữu tức là cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà hãy có nghiệp thiện, nghiệp ác thì lập tức là nó đã âm thầm kín đáo tạo ra một cái nghiệp tái sinh cho một cái đời sau kiếp khác. Thì đã biết rõ như vậy. Cho nên hồi nãy tôi có nói là tùy lúc mà theo cách nào đó mà quán chiếu bản thân, hoặc vị đó cũng phải có thể quán chiếu cái này, sự có mặt của mình
tại đây và bây giờ là do cái gì ta? Do tâm tái sinh. Đầu đời mà có tâm tái sinh đó do nghiệp thiện ác mà có. Đó, do nghiệp thiện ác mà có. Mà cái nghiệp thiện ác đó do tứ thủ mà có. Tụi mình phải nhắc lại như nít vậy đó. Tứ thủ là gì? Tứ thủ là dục thủ, là cái sự đam mê. Thủ đây là grasp. Thủ đây là grasp. Sự đam mê trong việc hưởng thụ năm dục, tức là sắc, thanh khí, vị xúc. Thích nghe cái này, thích ngửi cái này, thích xúc chạm cái này, thích ăn, thích nếm cái này. Đó, thì cái đó gọi là dục. Thì cái chuyện đầu tiên gọi là dục thủ. Cái thứ hai là kiến thủ. Có nghĩa là vị này đó, cái người phạm vô minh đó, luôn luôn thấy quan điểm này là đúng, quan điểm kia là đúng. Mà tại sao nó đúng là vì đó là của mình. Đó, nó quan trọng ở chỗ đó. Cái gì mà tôi hiểu, cái gì mà tôi nhận thức, cái gì mà tôi đánh giá, cái gì mà tôi suy tư thì cái đó nó đúng. Mà thật ra nó nếu mà suy cho cùng thì nó hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến. Thường kiến là tin tưởng vào một cái tôi nào đó thường hằng bất biến. Còn đoạn kiến là cũng tin tưởng vào một cái tôi nào đó nhưng mà chết rồi là hết. Chết rồi là hết. Mà tất cả những suy nghĩ của phạm phu dù ít nhiều nó đều dính vào hai cái tài kiến này. Và mình thấy mình hay, vấn đề là mình thấy mình hay mới chết chứ. Lúc đầu mình cũng thấy mình đúng, chưa có đụng chuyện mình chưa có thấy mình chấp nặng đâu. Còn lúc mình gặp chuyện mình mới biết. Thứ hai là nếu mình ngu cái mình giận liền. Lạ như vậy. Mình bình thường mình nói chuyện mình khiêm tốn lắm. Thôi thì con biết, con mới biết đạo mà, con học đâu có bao nhiêu à. Con biết ở ngoài đời con văn hóa, học đâu có nhiêu, con học con chưa có bằng đại học, con biết mà. Con biết con nhớ, con trí nhớ con dở lắm à. Rồi ai nói gì chậm hiểu lắm à. Vừa chậm hiểu nè, nhớ dở nè, học hành không có bằng cấp nè. Hồi đó thường là đổi sổ lưu ban ở lại lớp nè. Rồi Phật Pháp thì mới biết nè, mà không có hiểu nhiều nè. Cứ cái gì cũng khiêm tốn, cái gì thấy cũng thua người ta thử mà nó chữ ngu nó nổi dịch lên liền. Và người ta chỉ cần người ta nói là sai rồi cô hoặc là anh hoặc là chị hiểu sai rồi, vừa nghe người ta nói sai là mình nổi điên lên. Lúc nào đi nữa, trong đáy lòng của mình, trong đáy lòng của mình, lúc nào đi nữa cái nhận thức của mình nó vẫn là số 1. Mình có khiêm tốn cách mấy đi nữa thì cũng, hoặc là ví dụ như bây giờ mình tưởng mình khiêm tốn nhưng mà thật ra đó, cái ngã mạn ngầm nó trốn ở trong đáy lòng của mình ngu ngày. Chỉ cần nay mai mà có mình theo đi đuổi một cái lớp học nào đó, ở đây tôi nói dấu ta chứ tôi nói rồi nó chém tôi chết. Đây có mấy cái người Phật tử xung quanh, nó châu Âu cho nó rộng chứ tôi nói đích xác nước nào là nó muốn vô đảng chém. Coi như nó y chang nó lọt vô cái đám mà tôi vừa nói đó. Ở ngoài học cũng nhiều, trong đạo cũng lơ mơ. Bữa nào nổi hứng tự nhiên online cái quen cái ông sư nào ở trong nước. Mà cái ông đó thì mình cũng chẳng biết là ông nhiều, ông học nhiều ít mình cũng chẳng biết. Mà đại khái đó là bên đây một cái bà già là có online cái quen được cái ông nào bển á. Mà học đi, học với đám đông là thích. Học riêng cho nó hàng độc, không có đụng hàng. Đấy. Rồi học thời gian tự nhiên nó đổi tánh này. Hồi đó nó khiêm tốn, nó dễ thương biết nhiều. Nó càng học bây giờ trời ơi, nói chuyện mình tưởng là nói chuyện cái thánh không, nói chuyện trên mây không, mà bây giờ coi như còn lâu lắm mà mới chịu hạ cánh. Rất là khó hạ cánh. Là chỉ vì đó là có cái ông thầy nào ở ta tu với thầy trên núi là đã ngã mạng dữ dằn. Còn cái này là trên mạng nó còn ghê trên núi nữa. Cho nên khi tôi gặp cái bà này tôi nói tôi chết rồi. Hồi đó không học đó thì còn dễ thương, bây giờ học riết bây giờ nó cái tôi cái bà này chắc vô cái cửa nhà cũng lọt luôn. Phải nói như vậy, càng tu cái tôi nó càng bự. Hồi xưa đó mình chỉ chấp là mình giàu, mình trẻ, mình đẹp đó. Mình có gia thế, còn bây giờ nó lòi ra cái nữa là mình bây giờ mình thêm cái ngã mạng thứ theo là mình là người biết đạo. Đó, cái vụ nó mới mập. Mình là người chính kiến, mình là người có đức hạnh. Mà cái tan na nát nhất đó là mình bây giờ là mình hiểu được cái lý vô ngã. Đó, cái vụ đó mới là đã. Mình bây giờ là mình đã hiểu được lý vô ngã thì có ai, có thằng nào, con nào mà hiểu được cái này hơn mình. Cái gì nghĩ của động trời không? Cái mình ngã mạng, mình kiêu ngạo là vì mình đẹp á, tha thứ được. Mình giàu á, tha thứ được, bởi vì mấy cái đó nó ngu. Còn cái này mới đã là mình kiêu ngạo là vì mình hiểu được lý vô ngã. Mình kiêu ngạo là vì mình hiểu được lý duyên khởi.
Mình kiêu ngạo là vì mình đã có học cái tứ niệm xứ với sư phụ. Mình kiêu ngạo là vì mình đã từng qua những khóa thiền. Như vậy thì là mình đi ngược hoàn toàn những gì mà Đức Phật đã dạy. Ngày kia mình buông đó, thì hãy mỗi lần mà mình học được cái cách buông là mình lại vác lên vai. Ngày kia mình buông, mình thấy cái lời dạy của Ngài hay quá, mình mới chép vô. Chép vô trong sổ tay, và cứ mỗi lần mình chép vậy mình cứ nhét cái sổ tay lên cái ba lô của mình. Và từ thở mình biết đạo tới bây giờ là 40 năm, mình đã nhét tất cả 84.000 cái cuốn sổ tay như vậy. Mà mở cái nội dung của cái cuốn nó ra, nó nói cái gì? Buông bớt đi con. Mỗi một cuốn sổ tay chỉ ghi có một cái câu đó thôi, buông bớt đi con. Và mình thấy cái câu này nó hay quá sức hay đi. Không thể không ghi, thế là phải ghi. Này, phải ghi. Mà ghi rồi đâu có bỏ mất được, quý quá mà. Phải bỏ vô ba lô. Mà tổng cộng là 84.000 cuốn sổ tay như vậy, nhét trong ba lô. Mà người ta kêu bỏ bớt thì không chịu bỏ. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì nó hay quá sức hay thì nó hay đến mức mà bây giờ tôi không thể nào tôi liền bỏ được. Thế là tôi phải gác cái cuốn này. Mỗi cái trong đó ghi cái gì, tôi nói kêu là hãy buông bỏ bớt cho nó nhẹ con. Con cho nó nhẹ mà vì cảm cái hay đó đó mà phải gác nó lên dài. Mà nội dung của nó là gì, là kêu con bỏ bớt đi con. Cho nên cái việc tôi đồ quần họ không có như vậy. Đó à. Cho nên là mình học xong cái bài kinh kêu từ kinh gì quên cha, bài kinh năm hận thù hết. Năm hận thù. Nhưng mà năm hận thù đây đó là mình nhớ là bỏ năm, có năm thành tựu một. Bỏ năm tức là mình đã giữ được năm giới đó, gọi là bỏ năm. Có bốn thành tựu một. Một đây là gì? Một đây tức là nhận thức về duyên khởi. Nhận thức về duyên khởi đó, nói đi nó lại phải giải thích cái chủ tứ thủ là chỗ đó đó. Phải hiểu cái tứ thủ là gì à, tứ thủ là gì mới thấy cái dòng luân hồi nó dễ sợ. Cứ là cứ lại cái gì mà hưởng được là ôm, cái gì hiểu được là ôm. Mà hai cái ôm này nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái tôi. Mình thấy mình là cái gì đó, mình thấy mình là cái gì đó, nó quen nè, nhiều đời nhiều kiếp nó quen nè. Và chính vì có khi mà sáu xứ nhãn nhĩ tỷ thị của mình đó, mà nó tiếp xúc với sáu trần là sắc thân kiến vị xúc, mà nó không có niệm, không có tuệ ha, không có chánh niệm, không có trí tuệ, thế nó là cái điều kiện, là cái môi trường, là cái nhân duyên rất là tốt cho ái. Mà ái đi ra từ thủ, mà thủ á nó lại sanh ra nghiệp. Chính vì có cái thích trong cái này cái kia, thích trong cảnh dục thì mới trở lại cảnh dục, thích trong thiền thì mới là về với cõi của thiền nha, về với cảnh phẩm thiên. Tưởng sao lên trên đó sống hết tuổi thọ rồi quay trở xuống nữa. Và tôi đã nói bao nhiêu lần, cái cõi dục là cái điểm đến sau cùng, nó là cái bottom line của dòng luân hồi. Có nghĩa là ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đó, mình phải có chút nỗ lực mình mới leo lên tới. Nhưng mà nếu một ngày đó mình làm biết leo thì mình trở về cái gốc cây. Các cõi dục của nó là gốc cây. Và cái gốc của gốc là gì? Cõi dục là gốc cây, mà cõi đọa là gốc của gốc. Không biết các vị nghe kịp không? Có nghĩa là bây giờ mình không có cần tu hành gì hết, mình sống như ý mình thích, thì cái chỗ mà đón mình đó là cõi dục. Rồi trong cõi dục đó mà mình lại không có một nỗ lực gì nữa, vẫn tiếp tục sống mà bè rạc, sống mà cũng buông xuôi, thì mình sẽ xuống đâu nữa? Còn xuống nữa, trong cõi dục nó gồm có cõi trời, cõi người và cõi đọa. Thì nếu mà mình đã không tu thiền thì mình đã cõi dục là đã đành rồi, nhưng mà nếu lại không làm thiện nữa thì lại rớt nữa, lọt xuống cái cõi bốn cái cõi thấp, kêu là cõi, thật ra kêu cảnh giới thì đúng hơn, lọt vô bốn cái cảnh giới thấp, đó là địa ngục, Atula, ngạ quỷ và bàn sinh. Và ở đâu thì ở trên cõi phẩm thiên thì còn cần có thời gian, ví dụ như là cõi phi tử thì tối đa là 84.000 đại kiếp là phải xuống. Nhưng mà riêng cái cõi mà cõi đọa thì các bạn yên tâm là nó không có cái giới hạn. Có nghĩa là nếu mà mình không có tu thì mình cứ là triền miên khói lửa ở dưới luôn, cứ triền miên như vậy.
cái con số 84.000 là số nhỏ, để là số lẻ thôi. Cứ tại mình không có tu, mình cứ ở đó hoài, cứ làm trùng làm dế làm dồi, mà làm mấy con gì nhất, bị biết mà làm những con mà những loài vi sinh, biết cái loài vi sinh không? Vi sinh là mấy con mà lúc chúng cái loài mình ta chưa phải kêu bằng micro, đúng không? Là coi như là không biết kiếp nào nó lên nha. Không biết kiếp nào nó lên, không biết nói cái gì mình tối qua cái đó tôi quên mất rồi. Rồi tiếp theo là bài kinh khổ ha, tiếp theo là bài kinh khổ. No, có hai bài liên tục chứ, có hai bài liên tục. Có bài năm xả hải hận thù. Thì năm cái một cái vị thánh mà thành tựu được những điều vừa nói thì tôi đồng là do thành tựu những điều vừa nói nên tự biết mình vĩnh viễn không còn xa đọa. Và ở đây Đức Phật ngày có ở ngày Minh Châu ngày có dùng một cái chữ là chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu. Cái vụ này quan trọng mình nha. Và quả vị La Hán là chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái chữ mà cái chữ chánh đẳng giác đây mà nếu mà mình không có đọc Pali á mình hết hổng. Tại sao chánh đẳng giác là cái gì? Chánh đẳng giác là cái chữ ngày Minh Châu dịch từ chữ Sambodhi, có nghĩa là giác ngộ. Mà sẽ dưới ngày xài cái mà mấy cái dựa vào đâu mà chỉ là chánh đẳng giác nghe đã thì cái. Mà cái này tôi nghi ngờ đó là ngày tiết. Thì bên Bắc Tông họ nói thế này: tu hành cho đã rồi cuối cùng mình đắc A-la-hán. Thì với cái nền tảng tâm lý và đạo hạnh của vị A-la-hán đó, là mình tha hồ mà dông rủi tự tại an nhiên giữa cái cuộc đời sanh tử này, để mà chi? Để mình thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo. Thực hành cái hạnh Bồ Tát và sau này mình mới thành Phật theo cái lý tưởng đại thừa. Còn cái người mà đam mê đắm đuối chết dí chết đẹp ở trong cái quả vị La Hán thì coi như cái hạng này hạng tiểu thừa ha. Cho nên tôi e rằng cái gốc nhà Minh Châu là gốc Bắc Tông, cho nên ngày cái chỗ này ngày cuối ngày dịch cái gì cũng để củng cố những cái quan điểm cho rằng quả vị Thích Văn ấy, cái quả vị mà sẽ tu đầu quần tư đà hàm a la hán mà của Thinh Văn á chỉ là cái nền thấp, những cái nền tảng, cái bước thấp để mà từ đó bước lên cái quả vị chánh đẳng giác thành Phật đó. Tôi nghi ngờ, chứ còn cái chữ sâm vô thí ở đây mà dịch là chánh đẳng giác là không chính xác. Chữ sâm vô thí chữ Pali, cái chữ chánh đẳng giác trong Pali là samma sambuddha hay là samma Sambodhi. Chỉ cho ai ta? Phật toàn giác tự ngộ không cần thầy và cũng có thể làm thầy cho người khác. Độc giác ha, mở một đơn bách chi các bút thá không cần thầy nhưng không thể làm thầy cho ai. Đó, cả hai vị tự ngộ này được gọi là xăm út thác. Xăm út thác riêng Phật toàn giác có thêm chữ xăm ma phía trước chữ này ở đây có nghĩa là perfect hay là whole. Đó là an thời. Có nghĩa là hoàn chỉnh, là trọn vẹn. Hoàn chỉnh hoặc là sự trọn vẹn, không sót một cái gì hết. Chứ Samma có nghĩa là Sambuddha là tự ngộ,
Samutha là tự ngộ, mà Samma Samutha đó, mấy cái này là bà con là Avijja Paccaya Sankhara, cái này tôi không hiểu nó cái gì. Avijja Paccaya Sankhara, Avijja Paccaya Sankhara. Ok, vậy là xong rồi đó, tôi đã đọc xong rồi. Thì ở đây cái chữ Samutha ở đây là ám chỉ cho cái quả vị La Hán nha, có nghĩa là quý vị này biết rõ rằng là mình vĩnh viễn không còn xa đọa và quả vị La Hán chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Rồi như vậy là mình học xong hai bài kinh rồi đó, tôi giảng hai bài bằng hai bài sợ hãi hình thù á. Giờ tới cái bài tiếp theo là bài khổ, bài khổ rồi bài thế giới, rồi bài gì nữa, bệnh tham thiết cá, gom chung ba bài mà giảng luôn, gom chung ba bài giảng luôn một lúc, giảng luôn một lúc. Bài viết là bài khổ, bài kinh khổ của Trầm Tử Thiên nghe, kinh khổ rồi kinh gì nữa, rồi kinh thế giới lô cá xuất tác, rồi cái gì nữa, nha thiết cá xuất tác đó. Ba bài này nội dung giống nhau, mình đi cho nó lẹ chứ còn mà mình cứ mò nó mệt quá nha. Khổ là sao, có nhiều lần Đức Phật xác định thế này, toàn bộ những gì mà ta thuyết giảng từ buổi đầu hoằng pháp độ sinh cho đến khi mà ngài viên tịch địa bàn, toàn bộ những gì ngài thuyết giảng chỉ gói gọn trong một nội dung duy nhất, đó là trình bày về cái bản chất đau khổ của thế giới và đưa ra cái con đường hành trì để tránh dứt cái đau khổ đó, chỉ vậy thôi. Nói về khổ và con đường gì khổ, mình nghe qua thì thấy làm như hơi thiếu thiếu, thấy ít quá, nhưng thật ra thì toàn bộ thế giới này đều gói gọn trong một chữ khổ, và toàn bộ đời sống của chúng sinh thì nó gói gọn ở trong cái kiểu sống đầu tư khổ. Toàn bộ đời sống của chúng sinh là khổ, toàn bộ kiểu sống của phàm phu là đầu tư khổ. Chỉ vậy thôi, toàn bộ đời sống của chúng sinh là khổ. Khi ta thấy khi ta nhìn nghe ngửi ăn nếm sờ chạm suy tư, hầu hết đều bằng phiền não. Hầu hết ở đây nó là 99.9%. Cái hầu hết ở đây nó nghĩa là hành lực, cái chỉ hầu hết là 99.9% đó. Mà phiền não đó là cái nguồn tái sinh. Thiện tâm á đưa ta về các cõi lành một thời gian nào đó, ác tâm đưa ta về cõi khổ nào đó trong thời gian nào đó. Cái gì và ở đâu cũng vô thường, nhưng vì cái ác dễ có hơn cái thiện, nên dù mọi sự vô thường nhưng cái ác và cái khổ được lặp lại nhiều lần hơn là cái thiện và cái vui. Không biết phải ghi đến mức mà bé bi như vậy nè, lớp mầm non luôn, lớp là lớp chồi luôn đó, mà không biết là bà con có hiểu không? Có nghĩa là cái gì nó cũng vô thường hết, cái gì nó cũng vô thường hết.
cái ác nó cũng vô thường, cái thiện nó cũng vô thường. Mà cái ác thì nó đưa cho mình đi về cái cõi khổ, còn cái thiện nó đưa mình về cõi vui. Nhưng mà cái nào nó cũng vô thường. Có điều là tại sao mà đời này khổ nhiều là bởi vì đúng là cái gì cũng vô thường. Nhưng mà cái anh ác, anh vô, anh cái ác A nó vô thường, xong rồi cái ác B nó xuất hiện. Đó, từ chỗ đó cái khổ A nó vô thường, xong rồi cái khổ B nó xuất hiện. Còn cái thiện thì không, cái thiện nó hiếm lắm, cái thiện nó cũng vô thường, nhưng mà nó thiện pháp giống như loài hoa quý, không chăm sóc thì chết sạch từ cỏ dại. Dù có mong manh nhưng có thể tự phát triển ngon lành. Đó, cái nó mệt rồi, nó mệt chỗ đó đó, nó mệt chỗ này nè, nó mệt ở cái chỗ mà coi như là cả hai cái đều vô thường hết. Nhưng mà cái thiện nó khó trở thành cái thói quen cho mình lắm, quý vị biết không, nó khó lắm. Mà chỉ có cái ác thì nó lại dễ thành thói quen. Cho nên cái nào cũng vô thường, cái thiện cũng vô thường, ác cũng vô thường. Nhưng mà cái anh thiện á, anh vô thường xong rồi nó lại có những cái cơ hội mình quay trở lại rất là ít. Trong kinh đó, cái thiện mà muốn cho có đó là phải có đủ các nhân sau đây. Thiện pháp phải cần đến bốn nhân tố mới có được. Bốn nhân tố là cái gì ta? Một là cái bối cảnh, hai là thầy bạn, ba là cái sự lắng nghe, và bốn là hành trì. Đó, một là cái bối cảnh nha, một là cái bối cảnh, có nghĩa là cái chỗ nào mà có những cái chỗ mà mình ở đó là mình chỉ thấy toàn là tào lao không à, cái đó có thiệt, có. Thí dụ như bây giờ mình đi về mấy xứ mà mình chưa có nói xấu ai, nhưng mà tôi ví dụ như mấy xứ Hồi giáo đi, là mình sống trong đó, là hoặc là mình đi về Trung Quốc đi, là cái cơ hội mà thiện tâm nó rất là khó. Bôn chen giành giật giả trá lừa đảo lật lọng, coi như là mấy xứ đó là con nít mà mới vừa mình thôi bú đó, là đã phải thuộc lòng cái câu đó là thành thật thiệt thà, thường thua thiệt, lọc lừa lương lẹo lại lên lương. Cái đó là nó đúng, rất là đúng trong cái bối cảnh mấy xứ cộng sản. Cứ là thành thật thường thiệt thà, nó có thường thua thiệt. Cứ hễ mà mình bên đó là hễ mà sống mà thành thật thiệt thà là ngu đó. Mà ngu đây là gì? Ngu đây có nghĩa là anh bị người khác gọi là chà đạp, dây xéo, ăn hiếp anh. Anh phải sống bươn chải, phải lật lọng, phải lừa đảo mới được. Đó, thì hỏi cho trong một cái bối cảnh như vậy là làm sao thiện pháp nó trồi ra nổi. Cho nên nó giúp về bối cảnh. Thứ hai là cái thầy bạn. Thầy bạn là cái kẻ nào mà ở gần mình, cái kẻ hơn mình thì gọi là thầy, mà ngang mình thì gọi là bạn. Thì cái thầy bạn nó rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Cho nên mà không có ghi Bali thì quý vị nghi ngờ mấy ông này nói đúng hay không. Thứ nhất là bối cảnh tiếng Bali gọi là pa tí rupa đi sa wa sa, có nghĩa là trú xứ thích hợp. Rồi thứ hai, thầy bạn tiếng Bali kêu là sap purisa sang wa sa, có nghĩa là sống gần người làm đó. Còn tôi gọi là thầy bạn, tôi dịch chắn tắt rồi đó. Còn cái thứ ba lắng nghe là thammasa vana, là thính pháp đó. Thính pháp thì tôi để là lắng nghe. Còn cái thứ tư là thammanu thammati, có nghĩa là hành trì. Đó, cái gì đó, đây là bốn cái điều kiện để mà có được thiện pháp. Trong khi đó cái ác pháp thì tôi không cần nói gì, biết nó dễ ẹt thôi. Thấy người ta làm sao cái ác dễ hơn nhiều, vì nhìn đâu cũng thấy người ác điều kiện làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác. Đã rồi đó, chữ nghĩ ác mà tôi viết thành chữ nghĩa, nghĩ ác,
khác nó dễ hơn nhiều, rất là dễ. Nhìn đâu mà để có tâm tham tâm sân thì cái đó nó dễ ẹt khỏi đi kiếm nha. Còn cái người bất thiện, cái người bất thiện mà để cho mình nhìn, mình học hỏi đó, mình nhìn để mình bắt chước đó, thì cứ nhắm mắt ra là dính, ra là dính nha. Nhắm mắt đó, chứ đừng có mở mắt thì nó cả một rừng này mệt lắm. Mình nhắm mắt, mình ra cũng đụng nữa, nhiều đến mức như vậy đó. Cho nên ở đây nó trở lại cái bài kinh khổ. Ở đây Ngài nói rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ có hai thôi. Một là cái bản chất của nó là khổ, đời sống là khổ, và cái kiểu sống của mình nó là tạo khổ. Đó, hai cái đời sống là cái đời sống của mình là khổ, mà kiểu sống của phàm phu là tạo khổ. Đầu tư nỗi khổ niềm đau. Đó. Mà đầu tư bằng cách nào? Đầu tư bằng cách thả rong sáu căn cho tiếp xúc thoải mái với sáu trần, từ đó có sáu ái, tứ thủ, nghiệp hữu và tái sinh. Đó là vòng tròn duyên khởi. Đó, nó cứ như vậy đó, cứ như vậy đó. Cái đúc khá này tức là quách ta đúc khá, có nghĩa là dòng luân hồi. Còn cái ở đây có cái chú giải này hay nè, tôi phải nhìn tôi mới giải được, nhưng mà bây giờ tôi không có giảng từng chữ như trước đây nữa. Còn cái khanika samudayo này có nghĩa là gì? Cái khanika samudayo này có nghĩa là samudaya, ở đây là phiền não tham mái trong từng khoảnh khắc căng trần gặp nhau. Đó, đầu tư khổ là đầu tư sao? Có nghĩa là mình thả rong cho sáu căn nó thoải mái làm việc với sáu trần. Và các vị biết rồi, phàm phu mình mà hễ mà mình thả cho nó thoải mái đó, thì dứt khoát là phiền não. Yên tâm cái vụ này ha. Cái chánh niệm với cái trí tuệ tỉnh giác đó thì khó, chứ còn mấy cái vụ mà tham sân thì cái này thích hoặc là ghét hả? Kiếm tiền hoặc là trốn chạy hả? Chối bỏ đó, thì mấy cái này thì nó thường trực nha, thường trực. Cho nên ở đây đó, cái ở đây người nói rằng cái toàn bộ thế giới này nó chỉ là sự khổ và con đường dứt khổ. Nhưng cái tiếng chân này mà quan trọng lắm. Trong kinh này Đức Phật không nói về khổ và tập, lại nói về tập và đạo đế. Thông thường á, thì khi mà Ngài giảng kinh á, khi Ngài giảng về thì về cái con đường hành trì á, thì Ngài nói về khổ, Ngài cho mình nhận diện toàn bộ đời sống của mình là khổ ha. Và Ngài đưa ra cái pháp môn hành trì, đưa ra cái giải pháp để mình chấm dứt cái khổ đó. Còn ở trong cái bài kinh này á, thì Ngài lại nhấn mạnh một cái cảnh khác đặc biệt hơn. Có nghĩa là Ngài nói đến con đường nào đã tạo ra đau khổ, và cái con đường nào mà dẫn đến cái sự chấm dứt đau khổ. Thì cái con đường nào dẫn đến đau khổ đây? Đó là sự buông trôi, thả nổi sáu căn. Đã không có chánh niệm và trí tuệ trong lúc mà sáu căn nó làm việc, thì trong trường hợp nó được gọi là khổ tập khởi, hay là sự đầu tư đau khổ. Còn cái con đường thoát khổ là sao? Té ở đâu thì đứng lên ngay chỗ đó. Nếu có ai hỏi các vị hỏi con đường thoát khổ là gì, các vị nói rằng té ở đâu thì đứng lên ngay chỗ đó. Có nghĩa là sao? Ngay trong cái sáu căn, mà khi mắt thấy tai nghe vân vân, mà để cho phiền não nó tự tiện nó có mặt á, thì cái đó được gọi là con đường sanh tử. Khi mà mắt thấy tai nghe cái gì đó hả,
mà có chánh niệm tỉnh giác thì đây chính là cái con đường giải thoát. Nó nằm ngay chốc ngay chỗ này, nó nằm ngay cái chỗ này. Tức là tôi nhắc lại, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần bằng phiền não thì đó là con đường trầm luân. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần lại được kiểm soát bằng chánh niệm và trí tuệ thì đó là con đường giải thoát. Té ở đâu thì phải đứng lên từ chỗ đó. Đó chính là bà con còn nghe không? Sao mất tiêu rồi cái gì thế? Đó. Té ở đâu đứng lên chỗ đó thì mình thấy hồi nãy tôi có nói rồi, khi mà sáu căn mà nó gặp sáu cảnh đó thì nó có sáu thức, thì cái sự gặp gỡ của ba cái này nó được gọi là xúc. Đó gọi là sáu xúc, từ sáu căn dẫn đến sáu xúc, có sáu căn mới có sáu xúc, rồi sáu thọ, rồi cái sáu ái, rồi cái tứ thủ, rồi hai hữu, và rồi là tái sinh. Cứ như vậy đó, cái dòng liên khởi như vậy. Cho nên trong kinh này đó thì ngài giảng cho mình nghe về cái con đường dẫn đến trầm luân và cái con đường thoát khổ. Và điều thú vị là cả hai con đường này nó nằm chung ở một điểm. Chỉ vậy thôi, nó nằm chung một điểm. Nhìn ngắm thế giới mà bằng tâm bất thiện. Rồi đây là xong hai kinh rồi đó. Bây giờ tới cái kinh thứ ba. Một cái kinh khổ, kinh thế giới thì đã giảng xong rồi. Giờ tới kinh thứ ba là kinh Nha Thi Cát. Kinh tiếp theo là kinh Nha Thi Cát. Giảng xong rồi này nghỉ. Kinh Thi Cát là trong kinh đó có một cái lần đó Đức Phật ngài sống một mình độc cư ấy, thì ngài suy tư về cái lý duyên khởi và ngài ngay lúc đó chỉ có một mình ngài thôi. Ngài suy tư và ngài nói ra lời ngài nói ra lời là do duyên. Cái này tôi chỉ tạm ví dụ thôi nha, tôi tạm ví dụ chứ tôi không có dám bất kính phạm thượng, nhưng mà tôi chỉ ví dụ chúng tôi bà con thấy kỳ. Chính như một cái người mà nhạc sĩ mà ở một mình thì nhiều khi họ cũng là la la đấy, mà họ nhắc đến cái một cái melody mà nó vừa nảy ra trong đầu của họ nó có một cái melody nó vừa nảy ra thì họ ở một mình mà họ vẫn là phát biểu được và họ vẫn có thể phát ra lời. Ở đây cũng vậy, khi Đức Phật ngài suy tư như vậy thì theo đương kinh nói chỗ này đó thì ngài nói ra, ngài nói ra là do mắt và do sáu căn sáu cảnh nó gặp nhau nên là sáu thức nó mới có mặt. Do sáu thức, do ba cái đó nó có mặt nên nó mới cộng lại thành ra xúc. Ba cái đó nó gặp lại thì nó tạo ra xúc, mà do xúc nó mới có thọ. Và khi mà ngài nói như vậy đó thì có một cái vị tỳ kheo đi đến cái chỗ, đúng ra nó là ngã một mình, nhưng cái ông tỳ kheo nằm tinh tinh đi tính nó để mà ông quét cốc cho ngài. Đây tới đang quét cốc cho ngài, ông đi đến chỗ thôi để ông quét. Mục đích là quét dọn hương thất của Đức Phật. Mục đích là ông vậy. Nhưng mà là sao? Atano cam mang ba hà giá là sao? Nhưng mà ổng mãi nghe mà ổng quên cái câu chuyện đi,
Atano cam mang ba do là ông mãi nghe mà ông quên công chuyện thì ông biết nghe thôi. Ba đó là cam mang là công việc. Ở đây ông không hiểu là nghiệp nha, ông không hiểu là nghiệp mà là hiểu là công việc. Ông không ông vị này đến cầm cái chổi mà nghe như vậy là cứ đứng yên không có nhớ quét nữa. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới suy nghĩ thế này: Abhinukkhoimang. Ngài mới suy nghĩ. Thì có người đem lên đây thì dịch cho nghe cho vui thôi, chứ còn cái này bà con nghe này buồn ngủ không được. Ngài mới suy nghĩ là có ai, nãy giờ ta nói cho vậy mà có ai nghe hay không đó, có ai nghe hay không, có ai nghe hay không. Thì trong lúc mà ngài suy nghĩ như vậy đó, thì ngài mới, thì khi ngài quán xét là ngài mới thấy ra cái vị kheo đó đang đứng nghe. Đây, cái vị tỳ kheo đó nó đến để mà quét phòng với Đức Phật, dọn phòng với ngài. Nhưng mà khi vị này đến cầm cái chổi thì nghe Đức Phật ngài đọc như vậy đó, với cái âm thanh của ngài như vậy đó, thì vị này giống như là buông chổi luôn vậy đó, buông chổi luôn để mà nghe. Thì lúc đó Đức Phật có suy nghĩ là có ai mà nghe cái pháp thoại mà ta đang nói này hay không. Ngài thấy có người đang nghe, ngài mới hỏi, nói nãy giờ ngươi có nghe phải không? Vì nó dạ con có nghe. Ngài nói là hãy như vậy mà thọ trì, những gì nghe thì cứ nhớ, ghi nhớ, bởi vì đó chính là căn bản, là nền tảng của đời tu của ngươi đó. Ngày trước mà đọc mấy cái này tôi không có thấy đã đời, mà bây giờ tôi có tuổi. Thực ra đó, toàn bộ Phật pháp chỉ nằm ở trong bài kinh này thôi, còn nói như vậy cũng không sai. Bởi vì cái điều quan trọng nhất của đời sống, cái cốt lõi của nó là gì? Là chỉ là cốt lõi của đời sống chỉ là sự hoạt động của sáu căn. Người không biết đạo, không hành đạo thì để mặc sáu căn làm việc với tâm bất thiện. Đó, người biết đạo, hiểu đạo, hành đạo và chứng đạo thì không để phiền não xuất hiện và sáu căn. Đó, nó khác nhau một chút đó thôi, cái người mà cái nhất là cốt lõi đời sống chỉ là sự hoạt động của sáu căn. Bây giờ các vị nói với tôi, các vị là giáo hoàng, là tổng thống Mỹ, các vị là homeless, là ăn mày, là kỹ nữ, là tướng cướp, là du đảng, là thầy chùa, là linh mục, là cái gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là hãy sống ở đời này thì quý vị, cái đời sống của quý vị chỉ là sự hoạt động của sáu căn thôi đó. Mà cái người mà biết đạo á, cái người không biết đạo thì họ để sáu căn để làm việc thoải mái, chạy theo cái mình thích, chạy theo cái mình thích và chối bỏ cái mình ghét, cái mình sợ. Mà cứ như vậy mà trầm luân sanh tử. Còn cái người biết đạo á, thì khi mà sáu căn làm việc á, là nó làm việc với chánh niệm, với trí tuệ. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra. Trí tuệ là hiểu rõ bản chất của những thứ đang xảy ra. Biết không, các vị có biết không ta? Chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra, và trí tuệ là hiểu rõ bản chất của những cái thứ đang xảy ra. Hai cái khác nhau chứ. Thí dụ như bây giờ tôi đang đi, tôi đang đi thì tôi biết rõ là tôi đang đi, tôi biết rõ đây là danh sắc, nó tương tác lẫn nhau thôi. Đó là khi mình đang đi, biết rõ là đang đi thì đó là niệm. Mà biết rõ rằng cái danh sắc nó đang tương tác lẫn nhau, đó là tuệ, đó là trí. Mà cứ liên tục như vậy, cứ liên tục như vậy. Chánh cái học viên thích chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra. Trí tuệ là hiểu rõ bản chất của những thứ nó đang xảy ra, cứ như vậy thôi. Hành giả cứ bây giờ mình học đạo mình cứ đừng, có nhiều người họ nói câu nghe thấy ghét, họ nói là thôi giờ tôi không học giáo lý, học nhiều rồi mất thời gian. Thật ra mấy cái này mình không có học á, thì mình lấy cái giống giải gì mà mình đi hành thiện.
mình đem nguyên cái đầu bư của mình qua bên đó, người ta giảng mình không có hiểu cái gì hết, làm sao mình ngồi thiền. Anh muốn đi Miến Điện, anh muốn đi Thái Lan, anh phải bỏ túi cái này. Và cái này mới quan trọng, cái này mới quan trọng, cái này đúng là nói bằng miệng thì phải ghi. Các vị có thể không tin tôi, nhưng phải lấy bỏ túi những thứ mình nghe để có cái tham khảo khi cần thiết. Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Đó, nó khổ vậy đó. Có quyền, có thể có quyền không tin, nhưng mà bây giờ mình phải lấy bỏ túi. Vì cái này nó kẹt nhất là mình buồn tịch. Thí dụ như bây giờ các vị muốn học nấu ăn, ok, tới đây tôi bài tôi nói về nấu cà ri phải nấu mì này. Đó, nấu mì chay phải nấu vậy nè. Đó, nấu cháo nấm phải nấu vậy nè. Đó, tôi bài. Các vị có thể không đồng ý nha. Các vị có thể không đồng ý với cái cách nên đến của tôi, với kỹ thuật của tôi. Đúng, các vị có quyền. Nhưng mà nên nhớ để làm chi, nên ghi nhận cái đó, để mà mai này đó mới đi qua học với thầy khác, ông nói nè cháu nắm mà nấu như vậy nè, thì lúc như mình mới đem cái cũ của mình á, đem cái biết cũ của mình ra, mình nói à thì ra đó ông nói như vậy mình không đồng ý, nhưng mà ông này nói mình mới đồng ý nè. Đó, nhưng mà ít ra mình cũng phải biết cái cách nấu cháo nấm của ông kia, rồi mình mới so với cách nấu của ông này. Còn đằng này mình là một đứa bé còn ngậm cái nấm cao su, mình hoàn toàn không biết cái gì hết, thì làm sao mà mình có cái đối chiếu đây. Kiến thức là gì? Kiến thức tức là bổ sung và so sánh, bổ sung cái mình không biết, bổ sung sửa sai và so sánh, thì cái nó mới làm nên kiến thức. Chứ còn mà mình không thể là con nít chỉ biết là nhét vô thôi, cái đầu nó trống thì đưa nó cái gì thì nó nhét vô, cái đó là kiến thức của con nít. Mà kiến thức này của người lớn là sự so sánh, đó, đối chiếu và so sánh. Mà cho nên cái điều quan trọng nhất là anh không thể nào mà anh để trống lỏng mọi thứ, anh không biết gì hết, mà anh đi qua bên đó là mệt mỏi lắm. Còn cái chuyện mà cả anh đọc sách ngữ lục của thiền mà họ nói rằng cái đầu phải trống hành thiền được, thì cái đó đừng hiểu lầm nha. Trống này có nghĩa là gì? Phải ghi được. Nói phải để đầu óc rảnh rang để học đạo là ý nói buông bỏ những cố chấp, đó, không phải là không phải là phủ nhận những kiến thức. Đó, cái chỗ này nó quan trọng nha. Thì người ta nói là muốn học đạo là đầu mới trống. Cái chữ trống này không phải là mình dốt như con bò, không phải, mà trống được nghĩa là mình không có cố chấp, nghĩa là tạm thời mình quên nó đi. Để mình nghe cái mới hoàn toàn. Rồi cứ để trống là trống như vậy, chứ không phải để trống này có nghĩa là mình không thèm học hành gì hết. Bây giờ nếu mà lý luận là cái đầu trống lỏng mà mình học đạo dễ đó ha, thì nếu mà nói như vậy thì mình phải quỳ lạy, mình quan hô, mình vinh danh mấy thằng dốt hay sao. Nhưng mà hôm tôi tình cờ tôi đọc được một câu mà tôi đọc mà tôi thấy ghét mà tôi chịu không nổi luôn á. Tức là tôi đọc một câu chuyện là người học trò đến hỏi ông thầy chứ. Ông thầy hỏi gì chứ, con nói cho thầy biết cái lý tưởng, cái mục đích mà con tới con học đạo là cái gì. Thì ông thầy thì học trò nói dạ con thấy đời con khổ quá, mà con cũng nghe lắm đớm chỗ này chỗ kia, người ta nói là phải buông bỏ hết thì mình mới nhẹ nhàng, mới an lạc, mới giải thoát. Con đến con theo thầy là con học cái hạnh buông bỏ. Thì ông thầy ông nói có cái gì của con đâu mà con buông. Thì cái câu này, cái câu chuyện này đối với một cái người mà có học đạo thì hay dữ lắm, nó hay ghê gớm lắm nha, rất là hay. Cũng giống như là tổ Huệ Khả mà đến nói chuyện với ông Đạt Ma vậy đó. Nó nói, cái tâm con nó yên, đến nhờ thầy giúp cho con an tâm. Thì ông thầy nói đâu cái tâm đâu cái gì mà không an đem ra đây là ta an dùm cho. Những cái câu chuyện, những câu nói này rất là hay, nhưng mà nó hay cho cái người có học kìa. Chứ còn mình hoàn toàn mình buồn tịch, mình biết gì hết, mà mình nghe mấy câu cao siêu thì mình tưởng cái dốt mình nó là cái hay. Rồi, lúc đó thì nghe nó á thiệt, mà dễ biết tu cái gì. Tôi sợ nhất là cái đó. Tôi sợ nhất là đi vô mà học mấy câu mà thoại đầu rồi công án rồi nói chuyện trên mây nghe thì đã thiệt. Nhưng mà tới lúc mình về mình gọi là đèn khuya đối bóng nè, một mình với riêng mình và ta với riêng ta, thì có biết tu cái gì. Cho nên năn nỉ mình vậy, làm ơn dốt giùm chút. Nhiều khi mình bình dân chút, cứ phải lấy cái căn bản.
Rồi tu tập hành trì một thời gian mình mới hiểu tại sao người ta nói như vậy. Nó có những câu nói mà mình chỉ thấy hay chứ mình không nên lấy đó mà mình lấy đó làm điều nha. Tôi ví dụ, ví dụ như mình thấy người, một cái ông bác sĩ già nói thế này: tiền bạc là phù vân. Mình nghe mình thấy ham quá, cái bản chất mình mới kết là biết, mình không muốn học. Mà mình nghe ông nói tiền bạc phù vân, mình nói hay quá thôi. Ông bác sĩ già mà coi như là ông bằng một đời ông học hành rồi, ông hành nghề, tiền bạc biết bao nhiêu mà ông cuối cùng phán câu tốt quá, tất cả là phù vân, mình học làm gì, khoái quá, khỏi học luôn. À, cái vấn đề nằm ở chỗ đó, nghe khoái quá, mấy thằng làm biến nghe nó chịu lắm. Bởi vì của cải là phù vân mà, mọi thứ ở đời như bóng câu cửa sổ ha, coi như là có rồi đó, có đó rồi mất đó, tình yêu, tiền bạc, danh vọng, tất cả có rồi không. Nghe khoái quá thôi khỏi học hành hết. Rồi đợt tới họ mà đói bụng á, không có cái gì ăn, lạnh không có cái gì mặc, bị bệnh không có thuốc để uống, nhức răng thì không có tiền đi nha sĩ. Lúc đó ngồi nghĩ kỳ đó, sao kỳ vậy? Ông bác sĩ ông nói đúng mà, ông bác sĩ ông nói đúng mà. Chính mình bữa đó mình đâu có say sưa, đâu có điên khùng, mình đang rất là tỉnh táo, mình nhìn nhận ông bác sĩ nói đúng. Và bác sĩ lúc ông nói câu đó ông cũng là người rất là tỉnh táo, không có say sưa, không có điên khùng. Vậy người nói tỉnh, người say cũng tỉnh, ở người nói tỉnh mà người nghe cũng tỉnh. Mà cái câu đó là câu rất là hay. Mà tại sao bây giờ đời khổ dữ vậy trời? Tại sao kỳ vậy? Tại sao? Tại sao ông bác sĩ nói câu đó là ông đang tỉnh táo, mình nghe câu đó cũng nghe bằng sự tỉnh táo, và đem cái câu đó hỏi thiên hạ ai cũng nhìn nhận câu đó đúng. À, tiền của là phù vân, đúng. Nhưng mà vấn đề là tại sao mình khổ nè? Tại sao kỳ từ sáng giờ không có gì bỏ bụng hết? Như vậy thì cái hay cũng nó nằm ở đâu? Đã, cái vấn đề nằm ở chỗ là cái hay cũng nó nằm ở đâu? Cho nên tôi sợ mà đi học đạo mà như ngày sáng qua tôi giống như tôi giác ngộ đó, tôi gọi là instant noodle satori, tôi đặt cái tên này instant mà noodle mà satori là cái gì, có nghĩa là cái là cái này dịch là sao vậy? Satori là giác ngộ đó, tiếng Nhật là cái từ này để ám chỉ về cái sự quắc nhiên đại ngộ, tức là đúng một cái là nó liễu ngộ đó. À, tôi ngồi tôi đi nấu nước, tôi pha cái gói mì mà tôi ngồi tôi ăn mà tôi nhận ra một cái chân lý rất là cao siêu đó. Có rất nhiều người theo đạo đó, họ làm biến học, cho nên là họ chỉ ăn mì gói của tăng ni ban nhà họ thôi. Mà tăng ni là mà mì gói là sao? Có nghĩa là người ta nêm nếm sẵn, anh thích hay không thích thì anh vẫn phải dùng cái mì đó, cái mùi đó, cái gia vị đó, là vì đó là bột nêm người ta đã làm sẵn mà. Bây giờ anh muốn ăn cái mà như mùi vị hoàn toàn theo ý anh muốn là anh tự anh nấu, đúng là anh phải lệ thuộc cái chợ, anh phải mua thức ăn từ chợ về, nhưng mà cái sự pha chế nêm nếm là phải là của anh ha. Còn nếu mà anh làm biến quá sức thì anh chỉ có một nước thôi, đó là anh đi nấu mì gói anh ăn. Mà mì gói thì nó có nhiều cái lợi, thứ nhất là có liền, thứ hai là không có tốn sức nhọc công đó. Nhưng mà cái bậy cái mì gói là gì? Thứ nhất là mì, ai biết mì gói ăn nó rất là độc. Cái chuyện độc hồi bữa có nói này kia, nhưng mà cái chuyện mà bởi vì độc có nhiều người họ không tin nữa chứ. Nói mì gói độc họ không tin, nhưng mà cái này thì họ tin rồi. Anh ăn mì gói có nghĩa là anh phải chấp nhận cái mùi, cái vị của người ta ban ra cho anh. Anh có là tổng thống đi nữa thì anh là giáo quan, nếu mà anh đã đụng tới cái gói mì thì anh phải chấp nhận cái mùi đó thôi. Anh không thể nào mà nói bây giờ tôi không thích cái mùi này, anh không thích mùi này anh đi chết đi nha. Chứ còn anh đã ăn tới cái gói mì này, cái mì mình đã nói mì ăn liền mà, là ta nên nếm nếm rồi nha, nên nếm rồi. Cho nên đó là chỉ có một cách đó thôi. Cho nên đó là bây giờ là đủ rồi, cũng không thèm giải nữa. Bây giờ gặp lại bà con là thứ bảy, mà các vị biết thời gian nó qua quá sức nhanh đi. Mới này thôi ha. Rồi tôi nhớ ngày cuối tuần, mà bây giờ sáng hôm nay đã là thứ năm rồi. Thời gian nó qua nhanh vô cùng, tôi biết. Tôi nói cái này nó thừa, nhưng mà không thể không nói. Đó là muốn thấy thời gian nó nhanh là chỉ cách mình chú ý cái cuối tuần thôi. Và chỉ có, cái này là cái kinh nghiệm bằng vàng, đúng rồi, quý vị phải trả vàng ký cho tôi. Quý vị phải trả vàng ký, chứ phải vàng lượng, mà vàng ký cho tôi. Để các vị mua lấy cái câu nói này, cái câu mà tôi sắp nói này.
đời sống là ngắn ngủi, ngắn đến mức dễ sạc. Muốn thấy đời sống lâu dài hơn một tí, chỉ có cách, cách gì đây? Sống thiện. Vì thiện khó sống, nên khi sống khó sẽ thấy nó lâu. Đây là cái kinh nghiệm bằng vàng nha. Đời sống nó ngắn ngủi, nó ngắn đến mức dễ sạc. Đó, nó mức dễ sạc. Mà mình khi mà mình đối với những người nào mà họ thấy đúng là ở đây có người đó là càng ngắn càng tốt thì cái đó là cao siêu rồi, nhưng mà riêng tôi nó ngắn quá tôi cũng sợ chứ. Thì muốn nhiều khi mình muốn kèm thời gian lại, mình sợ nó đi nhanh quá vậy ta. Thì cái cách tốt nhất để mà kèm cái thời gian lại, kèm cái tốc độ là sống thiện. Mà tại sao mà mình sống thiện mà mình lại thấy thời gian nó lâu, là bởi vì sống thiện ấy thì nó khó. Nó khó sống, giống như sống nghèo à. Sống thiện giống như sống nghèo rồi đó. Sống nghèo, sống khổ thì mình sẽ thấy thời gian nó lâu hơn. Cho nên khi mà mình sống thiện thì mình sẽ thấy nó lâu. Thí dụ như bây giờ không tin, quý vị không tin phải không? Hạnh thiện đi. Đó. Bây giờ để cái đồng hồ reo cho nó reo 15, 2 nửa tiếng thì các vị thấy nó lâu vô cùng. À, thử đi, thử học. Thử hành thiền. Thử hành thiền. Hay là học thuộc một đoạn Pali, hay là quét chùa, rửa chén, rửa gì đó ta, chùi cầu, rửa cái gì đó ta, là hốt rác, là tự nhiên là thấy nó lâu. Đó, bởi nãy tôi nói tôi phải trả vàng ký cho tôi để nghe câu này. Mà còn cái cô, cái nhân vật nào nói là ngắn là tốt thì cái đó là cao siêu, cái đó là nói một khía cạnh khác. Nhưng mà tôi phải nói là thấy nó ngắn đến mức mà mình sợ đó. Tôi phải nói là thật sự đó, tôi nói với mấy người mà bên cạnh tôi nói, mình gần chết rồi anh ơi, mình gần chết rồi chị ơi, thật sự là mình gần chết rồi. Thì tôi thấy họ có sợ, tôi hỏi gần mình biết họ cũng sợ chứ. Họ nghe mình nói rất là sợ chứ. Thì tôi mới nói, tôi mới thòng câu tới, nhưng mà muốn kèm cho nó chậm có cách. Họ không tin. Hỏi tại sao có cái cách kèm? Có chứ, có cách kèm chứ. Đó là sống thiện. Sống thiện tự nhiên thấy nó chậm mà. Quét dọn, rửa chén, chùi cầu, hốt rác, ngồi thiền. Mà ai mà thấy mà thời gian mà nó qua nhanh quá thì làm ơn để cái đồng hồ reo cho tôi 15 phút. Nó lâu vô cùng nha. Ok. Xin gặp lại bà con ngày thứ 5. 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 Bà con ngày thứ 5.